Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay BB Quán sẽ cùng mọi người làm cái video cách ủ giá nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video ủ giá và thật đơn giản cho mọi người. Mình làm mà không phải giặt khăn hay giặt gì để cho nó bẩn để lực lâu á. Thì BB Quán sẽ cùng mọi người làm cái video ủ giá đơn giản nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mua đầu á, chúng ta sẽ lựa những cái phần hạt đầu mà nó bị tay vỏ hay là bị dập nát cho mọi người ấy. Mình bỏ mấy cái hạt đầu nó xấu á, nó không có khả năng nảy mầm á, thì mình bỏ ra ngoài á, mình ủ nó để ủ 2-3 ngày nó sẽ bị lây qua cái hạt đầu khác của mình á. Đầu tiên chúng ta sẽ đi nhặt sạch những cái phần đầu này, đầu hư này nhá. Sau đó chúng ta sẽ rửa sạch rồi ngâm nước khoảng tầm 12 tiếng nha mọi người. Thì mình sẽ làm một ít đầu như vậy nhá. Thì hàng ngày thì chúng ta làm ăn dần ấy. Nhưng mà làm ăn thì mình sẽ làm một ít để mình ăn, khi nào hết thì mình sẽ làm tiếp nhá. Thì chúng ta sẽ đi rửa sạch cái phần đầu của mình nhá. Các bạn xem hạt nào nổi hay hạt nào ấy, mình bỏ đi nhá. Mình sẽ rửa sạch cho hết cái bùi mà nó bám vào hạt đầu á, thì cho nó tăng khả năng nảy mầm cho mọi người. Mình sẽ rửa đi rồi lại khoảng tầm 2 nước nhá. Rồi thì sau khi mình sẽ rửa sạch cái phần đầu này nữa, các bạn chuẩn bị cho mình một ít nước á. Cái này nước này mình cho một ít nước sôi với lại nước lọc vào nhá, để mình cho cái nước nó ấm lên khoảng tầm 30 độ á. Nó nóng khoảng ấm, nước ấm cho mọi người 30 độ nhá, để mình tăng khả năng nảy mầm của hạt đầu á. Mình sẽ cho nước vào mình tầm 12 tiếng nhá. Rồi mình sẽ đẩy vung lại, mình sẽ đây lắp lại, mình sẽ bỏ vào cái chỗ mát cho mình nhá. Mình bỏ trong chỗ mát, bóng mát á, không có ánh nắng chiếu vào nha mọi người. Mình ngâm trong vòng 12 tiếng nhá. Sau khi mình đã ủ giá được 12 tiếng ấy, thì nó đã cái này cái mầm của nó ra rồi nha mọi người. Các bạn nhìn xem nhá. Mình sẽ lấy một hạt ấy. Đây mình sẽ nó đã nảy mầm hết rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành ủ giá cho nó mọc mầm nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi rửa lại cái phần giá này lúc chúng ta ngâm nó ra bẩn, mình sẽ rửa sơ qua nhé. Mình rửa nhẹ tay thôi mọi người nhé. Thì sau khi đã rửa cái mầm đầu của chúng ta sạch sẽ, các bạn chuẩn bị cho mình một cái chậu thau á, hoặc là một cái rổ nhé. Thì mình ủ giá thì mình có cái này nó không có chạm đáy á, bỏ vào không có chạm đáy á, mình sẽ làm dùng cái này nhá. Các bạn không có thì có thể dùng cái chỗ thau với một cái rổ nhá, cái rổ đựng rau, mình đựng rau á. Thì để ủ được giá thì mình chuẩn bị một cái bi á. Bi này là mình mua gạo ở ngoài tiệm gạo, nó người ta hay có. Các bạn mà chuẩn bị mà lấy bi mà nó có cái lớp ni lông á, thì nó sẽ không thoát được nước nhá. Nhưng các bạn chọn cái bi cái bao của mình là bao này rằng lần này nhá, nó không có cái lớp ni lông nhá, mình thoát nước á. Chúng ta sẽ dàn nó ra cho nó vừa cái rổ của mình á, để mình ủ cái giá của mình nhá. Thì mình sẽ cho cái bi này nó bằng phẳng lại, để cho cái mặt giá của mình nó bằng phẳng nhé. Mình sẽ làm như vậy nhé. Thì mình dùng cái bi cái bao này để ủ giá. Thì mình mọi người thường dùng cái khăn dày á, cái khăn cái vải dày á, thì lúc mình ủ giá xong mình phải giặt cái khăn nó rất nhiều lần nó mới sạch được ấy. Nhưng còn mình dùng cái bi này để mình dùng xong mình rửa sơ qua cũng nó sạch liền nhá. Còn không rửa sơ qua thì các bạn có thể mình lấy cái bi khác thay vào nhá, rất đơn giản với lại đỡ mất công hơn nhiều nhá. Thì mình đã làm cái mặt bằng phẳng như vậy nhá. Mình sẽ rải cái đầu của mình lên á, nó ra khắp cái mặt phẳng này.
các bạn rã cho nó đều không? Đều tay và nhẹ tay cho khỏi được cái hạt hạt mầm của cái hạt đậu nó bị gãy, nó không lên được mầm nhé. Thì sau khi mình đã đan rải cái đều cái mặt da này, mình sẽ chuẩn bị một cái khăn đó. Một cái khăn này mình thấm nước để cho nó giữ ẩm á, trong cái da của mình nhá. Mình sẽ lấy cái khăn mình phủ lên cái mặt da, phủ lên đều cái mặt da này nhá, cho nó được giữ ẩm cái da của mình á. Mình sẽ giữ ra đều như vậy cho nó được phủ kín cái da của mình nhá. Sau đó thì mình sẽ dùng cái đĩa sứ đấy có lực nặng, với cái đĩa sứ này hơi cũng dày đấy, mình sẽ đè lên cái giá để mình cho nó được kín này, với lại cho nó được được mập cái giá của mình nhá. Thì cái này mình sẽ đưa cái túi ni lông màu đen để mình bịt lại để khỏi ánh sáng vào nha mọi người. Thì hôm nay mình không có cái ni lông màu đen, mình sẽ lấy cái ni lông màu xanh này cũng được nha mọi người, miễn là cái ánh sáng của mình nó không lọt vào cái thau da của mình là được nhé. Mình sẽ lấy cái vung đẩy kín lại khỏi ánh sáng nó lọt vào á. Đấy, mình vừa dằn thêm cái vung này nữa là nó đủ năng á. Mình sẽ bò vào cái góc tối của trong cái góc nhà của mình á, phần nó không có tối mình bỏ vào nhá, để không ánh sáng bị lọt vào á. Thì mình sẽ cho dạ uống nước một ngày ba lần cho mọi người. Thì mình sẽ đã ngâm được 8 đến 10 tiếng rồi, mình sẽ đi cho dạ cho người dạ của mình uống nước nhá. Mình sẽ đi gỡ cái vung này ra, mình sẽ tháo cái bao ni lông này ra này. Rồi mình sẽ chuẩn bị một thau nước cho mọi người. Mình sẽ gỡ cái phần trên của cái tổng cái này ra nhá, còn cái thau nước mình là cái chỗ thau này mình để như vậy, còn mình rửa cái trên này ra, mình sẽ ngâm vào cái chỗ thau nước cho nó được ngấm nước nhá. Mình không có rửa ra nha mọi người, mình chỉ để ngâm như vậy cho nước nó lên là được đấy, mọi người thấy nước nó lên này đấy. Mình sẽ mở hé cho mọi người cùng xem đầu của mình ngâm được 8 tiếng rồi nhá. Đấy, đầu mình hôm ngâm được 8 tiếng rồi, đầu này mâm hết rồi đấy. Rất là đẹp mọi người. Thì mình sẽ ngâm trong vòng 3 phút nhé. Thì sau khi đã ngâm được 3 phút rồi, mình sẽ nhắc lên cho nó chảy bớt nước cho mọi người. Đấy, cho nó chảy bớt nước đấy. Thì mình sẽ cho vào chỗ thau nhé. Cho vào cái thau lúc này mình ủ ấy. Mình sẽ đi ủ tiếp nhé. Khi nào nước nó chảy không chảy nữa thì mình sẽ cho vào chỗ thau nhé. Mình sẽ khi nào không chảy mình sẽ cho vào đây nha mọi người, mình sẽ ủ tiếp nhé. Thì lúc mình cho dạo uống nước ấy, mình hạn chế cho nước nó ở chỗ này nhiều á, thì nó sẽ ngập dạ của mình nên nó sẽ bị úng nhá. Nên là mình sẽ đổ bớt nước ra hết nhá. Như vậy mình sẽ lại bỏ đĩa lên. Mình sẽ bỏ đĩa lên, sau đó mình sẽ phủ cái túi ni lông lên nữa nhá. Thì cứ như vậy là một ngày mình cho uống 3 lần là được cho mọi người. Cái giá nó được mập mạp nhá. Đấy, mình sẽ lại đi bỏ vào cái chỗ kín ấy, chỗ mát ấy. Hôm nay mình đã ủ giá được 2 ngày rưỡi nhá. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem nhá. Thì cái đĩa của chúng ta nó đã cao lên như vậy rồi đấy. Hôm kia thì mình là nó nằm ở dưới, nhưng hôm nay cao lên như vậy rồi nhá. Thì mình sẽ mở cái khăn ra cùng các bạn cùng xem nhá. Đấy, da của mình đã mọc cao như vậy ấy. Hôm nay mình ủ nhiều đầu ấy nên rất là nhiều. Nó đâm ngược đâm xuôi lên như vậy nhé mọi người.
mình gỡ cái rễ ra là được đấy. Mình ủ cái bì này rất là sạch nha mọi người, thì mình có thể mình rửa cái này ra là cái rễ nó ra theo á, rất là dễ lấy nhá. Mình sẽ bỏ ra cái mâm cho các bạn cùng xem nhá. Các bạn xem cái giã của mình, nó chỉ mọc trên cái mặt bì này, nên mình chỉ gỡ nhẹ nó sẽ ra cái rễ á, mình sẽ bỏ cái rễ ra được á. Đấy. Nên mình sẽ ngắt rễ ra được mọi người. Cây này mình bỏ bì sạch sẽ hơn, mình bỏ vải á. Vải mình ủ nước lâu thì nó sẽ có mùi nhá. Còn cái bì này nó thoát nước ấy. Thì nó mình ủ bì không có mùi, với lại mình thay thế là dễ dàng á. Các bạn mà có nhiều bì thì mình không đợt này mình ủ ra thì mình sẽ bỏ cái bì này, mình sẽ làm lấy cái bì khác, hoặc là mình giặt cũng rất là dễ nha mọi người. Thì cách ủ ra này là rất là đơn giản nha mọi người, thì ai có thể xem cũng có thể làm được nhá. Giá lên rất là tốt. Mới 2.5 ngày mình để mà 3 ngày thì sẽ rất là cao nhá. Thì đây là cái video cách ủ giá đơn giản nhất của bia hơi quán vừa làm xong ấy. Mọi người thấy hữu ích thì đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ bia hơi quán nhá. Thì hẹn gặp lại mọi người video sau nhá. Bye bye.